Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Giáo Chủ Thiên Tôn Di Lặc Phật. Con xin đọc bài thơ Niên Kỷ Mèo hết. Ngày 1 tháng 8 năm 2023. Đờn kêu tôi hát biết đông, đúng giờ của Phật thì trong năm mèo. Đờn kêu tháng 9 thu đông, thiên tai dồn dập nhân sanh còn gì. Anh em cô cậu chú gì, bỏ ra chút ít mà nghe lời này. Đờn kêu tuất hợi tới đây, Phật trời đã định thì trong năm mèo. Ráng tu ngay thẳng hiếu trung, nhìn vào bổn tánh ráng lo sửa mình. Mau mau kiếp kiếp xuống đò, để không kịp chuyến thuyền đò bớ dân. Đờn kêu con lợn không xa, đúng giờ đúng buổi của cha tỏ tường. Anh em tỉ muội đệ huynh, nhìn xem thế giới thay nằm quá ghê. Lời Phật lời thầy anh chị ráng tri, đờn kêu con lợn tới đây. 12 sẽ rõ tôi đây tỏ tường, từ đây cha mẹ lạc con, ông bà con cháu cách lòng chia đôi. Giữ gìn thì đảo cả biển thủy, Phật dương thì trở lại trị vì chúng sanh. Khùng thương thì khùng nôi cái hoa rành, kéo sao thì đến việc thì không đành, thì bỏ lời cơ quyền thì pháp giáo thì thi thơ. Chỉ cho thì chỉ có Phật tổ cái thông thời nhãn quan, Phật tổ thì gom mê cả gian sang. Phật tổ thì chuyện kiếp thì Tây An cái tràng trình. Thì để con nghe không? Dạ dạ. Phật tổ chuyện kiếp Tây An chặng trình đó, đi vòng mấy biển Cù Lao lộn qua lộn lại cũng tao với mày gọi là hát tuồng vĩ chúa đó. Dạ. Phật tổ thì chuyện kiếp muôn nghìn, ca thứ dài là hình cái bù sơn. Phật tổ thì xuống thế thì ra thơ cái ngọt ngào, long qua thì rực rỡ nam mà trào, nam thiên thì ngã bác thì anh hào thì được vô. Đạo xa chỉ dạy thì nam mê mô, đau gần thì trở lại ai vô cái làng bà. Dấu xưa là dấu cái cờ già, dấu nay thì trở lại tầm cha nơi nào. Lời cùng chỉ có thì trước sau, ai con thì của mẫu thì Phật vào trang. Nam mô mô Phật thì Tây Phan, mô thành thì tâm niệm thì mới an cái đò chiều. Mô sao vào chôn cái nạn triều, làm người thì quân tử nghe điều thì cùng ra. Cùng đây cùng nói thì gần xa, sợ con thì mang lỗi với tam tòa khó dùng. Gương trí huệ rồi khắp nơi, nhắc nhở cho con biết Phật trời. Kéo muộn 2000 năm khó đạt, Phật trời thay đổi khắp nơi nơi. Phật đã xuống dương nghĩa trần thì bao thuở, sao nhân sanh còn ngỡ là chưa. Đến khi con mắt thấy tam ma thừa, thì thần thánh đâu nguyện chừa cái kẻ hung ác. Màn của Phật đổi thay đã khác. Vì cái màn này thay đổi hết rồi. Hello. Dạ, nghe chú Quynh. Màn này thay đổi hết rồi, chứ không có còn tu theo lối cũ nữa. Lý đạo cũ hay là kinh kệ cũ nữa, phải thay đổi màn trời chiếu đất.
màn trời chiếu đất còn thay đổi, làm sao kinh sắp kệ mà không thay đổi được? Màn của Phật đổi thay đã khác, chọn người hiền để đặt căn cao, Phật điểm căn cho bức ảnh hào, mới được giữa nam mìa trào thiên đình, ban hồng ân nghề Phật trời thì xuống lệnh, cùng cho con chữa định cái chánh tà, làm sao về được gốc má thì của cha, để cô vớt tổ tông thì bãi kiếp, đời ma quỷ nhiều điều cái lăng hiếp, có ai mà tu tiếp thì cho ai, chỉ xưng hô vỗ ngực cái phè tài, không chịu lắng tai nghe lời Phật thì làm sao nghe Phật trời thì điển đạt, cho dương nghe trần con Phật thì thánh tiên, cùng cho con nghe nên trong cái chiếc thuyền, để nhắc nghe nhớ thì thánh tiên cái xuống thế, kéo sao này thì đo chiều thì đi trễ, các người tu thì khó kể công mà dày, tu dưới trần mà tường cái bồng lai, không nghe thấy những bài thì giảng mới, tu ham mẹ giàu mà giấy đời thì đừng tới, tu chay trường thì tu gọi ngoài mồi, tu làm sao biết Chúa thì biết tôi, biết địa lý thì biết nghe thời thì của Phật, tu sợ đau thì sợ nghèo thì sợ giặc, thì đó là thì người Phật không nghe tường, vì đời này là đạo cái tu quốc dương, sanh giới tử nhiều đường cái tai nạn, tu nghề làm sao thì khổ thân đừng nghề nan, tu ruộng sâu chối rằng xem đời, tu đắc thành thì được thơ mời, tu giả dối thì ngẩn ngơ thì lạc bến, tu làm sao thì ruộng sâu được đến, tu dối đời giàu mến thì nghèo khinh, tu làm sao hiểu được sách kinh, để tầm gốc chú đình thì nương nao, tu làm sao văn thơ cái thông thạo, tu làm sao trí lao nguy cơ quyền, tu làm sao nghe Phật giáo phiên, đừng chống chổi tư riêng nghe tâm lý, cùng nói đây toàn là cái lời lý, mong cho người có trí thì để vào, ráng nghe tâm trí đừng nghe có hồ hào, thì sẽ gặp nam trào thì trần nghe mô, cảnh phương Tây Phật nghe trời thì con khổ, cảnh nam phương nghe khác chỗ thì từ lâu, chuyển cơ tuồng nghề giáo đạo ruồng sâu, ra cơ pháp nhiều câu thì hù hơ lý,
Người quân tử thì đầy lòng tri trí, biết được thầy thì tâm lý thì không sai. Nghe cùng đây trí lớn thì bèn nghe mày, sao đắc quả thì ai ai thì cùng biết. Các con hỡi xin nè đừng thì có tiếc, về láng linh nè đây biết cái nhiệm màu. Khùng già thầy ở chốn ruộng sâu, đi giáo pháp mà ra câu cái quyền bí. Sợ các con chưa tường thì hết na ý, sợ chúng sanh không trí mà nghe, sợ cho trần không đắc không về, không nhân loại sợ nhân loại mãi phe thì tiền của. Sợ dương thế đánh đeo vì áo lùa, cứ la trời chửi rủa thần tiên. Sợ muôn dân nghề không có cần tiền, rồi thất vọng trên miền cái dương thế. Trên tam mì tòa ngọc mì hoàng thì thượng đế muốn xử trần nghề không để thì một ai. Nhờ có cùng là Phật cái Như Lai, xuống dương thế thì ra bài cái tỷ phú. Ai nghe được tâm mì hồn thì chăm chú, những lời vàng thì thi phú thì Phật ban. Chúc mê các con thì giữ hội phà tràng, ráng nghe khùng mà trong mê màng cái mặt. Cha mẹ sợ thì các con thì bị đọa, bài ức niên tai qua khổ mà lừa. Chúc các con tầm gốc thì Phật dương, có Phật ca mẫu chỉ đường thì ghi dấu. Bủ Sơn Kỳ Hương, Bủ Ngọc Khai Thiên Kiếp Nam Trào, Sơn Tầm Bắc Thấy Đỉnh Non Cao, Kỳ Sức Nhị Đương Phương Kỳ Giả, Hương Lai Phương Để Phá Long Bào, Chôn Đất Nghĩa Đồng Mà Gió Lai Trai Thổi. Nhìn cánh đời thì khó nổi thì bị ai, cùng lo trần thế chúa cai. Nhìn xem mà thế giới thì một mai cái không mà nhà, trời Phật lập màn ba thì thay đổi. Thương bề trần khục trôi cái hết lời, tuồng đời thì thử thách chiều mây. Tam mìa tòa thì xét đau ra rời thì còn đâu. Mùa đông đến thì nỗi sầu thì giá giết, biết ai người tấn kiệt thì trương phu. Cha ban nghề ai có cái công mà buồn, danh truyền thì hậu thế thì muốn thua cái sao này. Đức Phật Tổ thì đủ đầy cái danh nghĩa, Đức Diêu trì trao trĩa thì cháu con. Tên nìa vàng thì ẩn đỏ sắc son, mãn đông thì lập tiết thì ai còn ai đi. Mãn đông này nè. Yeah.
Nhìn thế giới thì lâm ly tan tác, khắp dương trần thì giàu giác còn đâu. Lỡ bề thì nước chảy sông sâu, năm châu thì Phật định thì có âu cái cho đời. Nhìn biển thế đổi dời thì từng khúc, nhìn tố thấy từng khúc từ ruột đào, cùng xem khắp hết cái nam trào. Thương nghe đời thì ứa lệ biết bao cái nỗi lòng. Trời cống tao mùa đông mùa đã đến, lời khùng triền thì triều ủy mến giới khinh. Lo cho đức độ cái trọn tình, đó là thì mới được muôn nghìn thì Phật ban. Tuồng Phật trời thì gian nan nhiều đoạn, kẻ dông ân hậu y quan cái phụ thầy. Tới rồi tới hội dòng mây, tới rồi đừng tưởng màn này thì con ơi. Năm 2000 giảng kinh này đã dứt, nói cho con sớm dứt nghĩ mà ngừa. Binh này hoàng là Phật tổ tam thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật, cảm ơn chứng minh. Rồi hàng đấy nói đi, nói vài câu đi. Dạ sư huynh, vậy là đông tàn xưng rước là hủy lòng ước ao đâu phải không huynh? À, tại vì cái mùa đông là tháng 10 đó, gầm 12 nửa đêm, gầm 12 nửa đêm liên cấm sơn nữa, đại năm châu mấy ai còn ai mất ai còn á. Dạ thì gầm 12 nửa đêm liên cấm sơn, đại năm châu thế giới bốn phương ăn con lợn cái đuôi niên tý rồi, vậy là đúng tháng 10 luôn rồi phải không sư huynh? Tháng 10 rồi 11 nữa. Dạ. Rồi có thể đó là có thể là nó tăng ca thêm là 12 nữa nha. Dạ tháng 11 là tháng con chuột đó. Con chuột. Trời con chó bư hang chuột ổ thì hạt nhân bung nổ tan tành, khắp dương trần bá tính điêu linh, cả muôn loại mà trần gian thấm thiết rồi. Rồi tới con trâu là rồi rồi, trâu vui mừng là thượng cổ đáo lai rồi, phải không sư huynh? Châu là tháng 12 đó. Vậy là gầm tháng 8 này đúng giờ của Phật luôn rồi. Tháng 7 đá nổ cầu bay, trung thu xuất hiện rồi, có sai bao giờ. Dạ thưa sư huynh, diễn biến ra cái gì trước á sư huynh? Diễn biến trước nhất á, để đất cài tới 7 cục á. Đất là thổ. Dạ. Nói ô hô. Ông Thánh không nói nè. Ô hô, ô là đen gì? Ô hô, thế sự tự bình bồng. Dạ. Thế sự này tự nhiên nó bình bồng, là nước là nó dồn dập tới đó. Dạ. Nam Bắc Hà thời thiết lộ thông, từ Nam đến Bắc bây giờ thiết lộ thông hết, chỉ là còn các chi nhánh này cái chút đỉnh nào thôi, phải không? Dạ đúng rồi. Hồ ẩn sơn trung mau tận bạch. Dạ. Kinh ngư hải hoại quyết lưu hồng. Nghe kêu. Đấy. Còn một trận kêu bằng tam thiên tam thế chiến, tam thiên tam thế chiến. Nghe thấy gồng gợn quá. Đó. Như vậy mà người ta vẫn là còn còn hung hăng mà. Mà những người hung hăng đó chẳng qua là nó thiếu cái câu đức nhẫn thôi, nó thiếu cái đức, nó thiếu cái nhẫn thôi. Nếu mình được cái đức và cái nhẫn được thì hay quá. Dạ. Thôi bây giờ mình không có nói cái đó nữa. Ai cũng biết hết rồi. Dạ. Cái chỗ mà gốc mình quay lại là cái thân của mình đi. Dạ cái cào chỗ thẻ thì hiển số. Bây giờ mình quăng lại cái thân của mình đi, mà mình mua thẻ, mình cào ra nó mới hiển số. Dạ. Mà cào thẻ mới hiển số, còn mình phải cào đờm nó mới vô Phật nha. Mình mua thẻ mà mình không cào thì làm sao hiển thố, làm sao hiển số là mình vô điện thoại được, phải không? Cái đó thực tế. Dạ. Còn mình mà không cào đờm á thì làm sao mình hiển Phật thánh tiên được? Bởi tu biết cách như đường biết đắc, đường đắc rành đằng giữa xe loan, ý thầy nói tu phải cần phải có sức khỏe. Vì cái sức khỏe này á là vì cái sức khỏe này thì
mình phải tu làm sao cho nó, mình phải năng luyện, phải thể thao thể dục nó mới có sức khỏe. Phật nằm ở trong cái sức khỏe, mà thiếu sức khỏe đừng bao giờ người đó thông đạt thiên văn địa lý. Không có sức khỏe không có nói mà kinh kệ nào được, mà không có sức khỏe thì là không có trí huệ được. Thành ra Phật Thánh Tiên nằm ở trong sức khỏe, chứ Phật Thánh Tiên chưa chắc gì nằm ở trong cái tâm. Nếu người đạt cái tâm thì nhiều trong đó là nhiều cái tâm, như tâm tham, tâm sân. Tâm nào mà Phật ngữ tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tống cao ngã mạn, tâm thiện, tâm ác, tâm tính, tâm nghi, tâm ghen ghét, tâm ganh tị, tâm phiền não ganh ma, rồi tâm danh lợi quyền, rồi vân vân và vân vân, làm sao Phật vào trong tâm đó được? Mà nhiều cái tâm, mà Phật vào trong tâm là như thế nào? Phật ở trong tâm, chỉ có Phật ở trong cái tâm trung, tâm trung mới Phật ngữ. Tâm nào Phật ngữ? Chỉ có tâm trung mới Phật ngữ. Mà trung là trung với ai? Mà thường thường nó trung ấy thì với vua, mà hiếu với nước mới vẹn toàn, không không phải đấng anh hùng. Trung với vua là đức vua Minh Hoàng Phật, mà vua đã Phật, còn vua là vừa Phật mà lại vừa voi, là lại lười, vừa vua Phật mà vua, vua mà Phật, là cái màn này bị nói nam mô thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên quan hội thượng Phật từ bi Phật dương trị trung thế giới bình an, là ngày nắm thứ tam thiên thế giới. Trời nào hay mặt, đất nước nào hay vua. Thành ra tu là phải biết kiến diện cha cùng chúa, để không là bị lá úa người ơi. Phải tu cầu cho thấy được cái bổn lai của mình. Mà trước khi có lấy thấy được cái bổn lai là phải thấy cái sức khỏe mình trước nhất. Sức khỏe mới làm nên Phật Thánh Tiên. Mà cái xác có cũng có thể làm nên Phật Thánh Tiên được, mà cái hồn không thể nào làm nên Phật Thánh Tiên được đâu. Dạ. Vì cái hồn nó còn lệ thuộc gì bên cái xác, và cái tâm nó cũng còn, người không tâm là chết, cái tâm nó còn lệ thuộc vào cái xác, và cái hạnh cũng lệ thuộc vào cái xác, và cái bổn tánh cũng lệ thuộc vào cái xác. Như vậy thì cái sức khỏe nó mới nuôi cái bảo dưỡng cái xác, mà muốn cho tâm tánh và sức khỏe và Phật Thánh Tiên cũng nằm ở trong cái xác thân tứ đại. Mà thân tứ đại mà được khi mà giải tỏa nó, phải biết thân tứ đại diệu dụng nó một chút xíu nữa thì nó sẽ làm ra Phật Thánh Tiên. Cũng như gạo nó xây thành bột, bột làm ra các thứ bánh. Không phải hột gạo này chỉ nấu cơm nấu cháo ăn là đủ, hột gạo làm ra các thứ bánh được. Rồi thân tứ đại mình phải xây nhuyễn ra làm các chư Phật, rồi các chư tiên, rồi làm luôn các chư thánh nữa, cũng vẫn được. Người ta không có ngộ đến, thành ra người ta nói sắc giả, cái đó mình cũng đáng thương cho họ vì họ không biết. Yeah. Thì có câu này nói nè: mình thì có thân để làm mà tỳ tiên Phật. Không phải là không phải có thân này rồi gây nghiệp, rồi gây quả, rồi bệnh hoạn đau ớn. Cái đó là họ không biết hữu dụng qua cái thân xác để làm, để nuôi cái sức khỏe đó. Họ tưởng là cái nuôi cái sức khỏe này, vàng tiền vật chất cò bay thẳng cánh đất đai đầy đủ mới làm ra là tiên Phật. Không phải đâu, không phải. Mà Phật nằm trong cái đồng tiền, hay là giàu có, hay là chủ cái danh vọng, hay là chức vị quyền cao gì đó vân vân, mà Phật nằm ở trong cái sức khỏe thì sức khỏe, cái thân của mình còn lệ thuộc vào cái sức khỏe, và cái hồn mình cũng lệ thuộc vào cái sức khỏe. Mà cái Phật pháp ra kinh sấm kệ cũng thuộc về bên cái sức khỏe, và sức khỏe nó phải có đầy đủ cái sự mà tập luyện khổ tập dịch đạo. Vậy nên mình có thân để làm tiên Phật, chứ không phải mình có thân mà để làm đạo Phật, hay là ghen ghét ganh tị hù võ, là không phải. Mình có thân để làm tiên Phật, mình có lòng có lợp lặt lời hay bao nhiêu cũng đủ đông đầy, thánh thần tiên Phật cùng thầy non sông, dồn sức ép tấn công ngũ quận, đưa ra ngoài nhẹ hững tinh thần, chẳng còn dấu vết nét nhăn, chẳng còn lão quá mới gần tôn sư. Và thêm nữa, người tu phải biết triệt quẩn đờm là bí quyết của ông, dẹp luôn ăn ái mặn nồng, 80 vẻ đẹp trong lòng hiện ra, trừ lục dục mới trẻ già mới sáng, luyện tinh thần mới đi thẳng vào tâm, an nhiên tự tại nào lầm,
đánh tan ngũ quẩn cái mới làm Phật tiên. Bị lời Đức Thầy có nói kêu bằng chuyện ngũ quẩn mới dứt trừ tham ái đó. Cõi sinh si cũng phải tiêu trừ đem về bốn tách trương như kim thân thì hiện chức dứt từ trước sanh. Còn lời của Đức Quỳnh Giao Chủ nói thêm câu này: Việc năm tanh được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Đạo là tất nhiên phải đảo lại cái tâm của mình, đảo lại là chánh pháp của mình, cái thân mình là chánh, còn pháp là phụ thuộc để chỉ dẫn mà thôi, có đó là phương tiện. Mà nghe Phật pháp mà không có tiêu hóa được thì đạo phải ắt phải đạo điên đó. An nhiên tự tại nào làm đánh tan ngũ quẩn mới làm Phật tiên. Lời Thích Ca có nói trong kinh Bát Nhã có nói chiếu kiến ngũ quẩn ra không đó, cái thân mình không có dây quẩn thì độ nhất thiết cầu ách thì không còn bốn chứng bệnh, rồi sanh lão bệnh tử. Từ xưa đến nay bệnh đó lớn nhất là sanh lão bệnh tử. Đánh tan ngũ quẩn mới làm Phật tiên. Khi liễu ngộ thì liền phơi phới, hữu duyên khùng thì lần tới trường sanh. Từ tử sanh chuyển về chúng sanh, chúng sanh chuyển về trường sanh, phải chuyển về tới kêu bằng tới ba lớp. Từ tử sanh chuyển về chúng sanh, chúng sanh chuyển về là trường sanh. Luân hồi sáu nẻo dơ tanh, thoát ra tam giới ngũ hành về ngôi. Vào lò luyện đun sôi tới đỉnh, cũng như cục sắt mà không có thầy thợ, cục sắt hay cỡ nào cũng là cục sắt, để trên bàn thờ vuốt hoài cũng là cục sắt, thì nó không có thành một cái nhân vật gì hết. Nó không có thành là búa rửa kìm dao rửa vân vân, và làm sao mà cho nhân sanh hữu dụng được, là người xài được thì không thể nào. Cũng như mình cũng như là cây kim cũng vậy, mình phải mài, mình mài cây sắt nó cũng có thể thành kim, mà đá thì mài thành kiến nha. Cục đất nó cũng là thành cục gạch đó, cục đất mà còn thành cục gạch mà người tu làm sao không thành Phật được, không thành Phật được. Chẳng qua là họ chưa có thấy được chánh pháp, họ thấy kêu bằng là quyền pháp thôi, là bổn quyền thôi, chứ chưa có gặp được là chánh pháp. Thành ra họ phải hoại sát. Thì họ hoại sát cái họ nói là thân giả thân thiệt. Cái nào là thân giả, thế nào là thân thiệt, tại sao không hỏi? Rồi họ không có sáng suốt, họ không chịu học thêm. Họ vô trong pháp thì mắc kẹt pháp, họ vô trong đạo thì mắc kẹt đạo, họ vô trong lý thì mắc kẹt lý, rồi họ cúng lại thì mắc kẹt cúng lại. Hỏi chừng nào hết nghiệp cúng lại? Dạ thưa Phật, con cúng lại ngày đêm ba mươi mấy bốn chục năm, con chừng nào hết cái nghiệp cúng lại? Nó không có hỏi được cái câu này thì mới cúng lại, ví như là cái hạt giống nó mới lên là phải tu tập thôi. Mà khi đã biết mà con đã lớn lên 15, 16 tuổi, lẽ nào mà nắm tay cha mẹ hoài thì có sao được. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa đó. Vậy thì mới mau chí hiền tâm đức chù lao, ra công lộc kỹ thì thao ra vàng, thấy không? Thì hiếu chung thì lòng giới lội quên á, sống lo trọn đạo và thất lên thiên đàng. Vậy có phải không sư huynh? Thân mình cũng vậy. Như bây giờ thí dụ mà mình muốn làm bánh tráng thì nếp đó mình phải ngâm tới 3 đêm. Ngâm rồi 3 đêm rồi phải rửa, phải đánh cho nó sạch sẽ. Nó mới thành được cái bánh, mà cũng chưa đâu, phải đi vô phải nấu kìa. Nấu mấy tiếng đồng hồ. Khi mà chín rồi cũng chưa được cái bánh tráng đâu, cũng chưa thành được đâu. Rồi phải đem vô, đó là phải đập là 200 cái. Đem vô chậu phải quết 200 cái. Rồi chưa có thành được cái bánh tráng nữa đâu. Rồi phải vô đường, bóp cho đều rồi quýnh thêm 200 cái nữa. Thì cũng chưa làm được cái bánh tráng. Rồi người ta mới phanh tròn ra, rồi người ta tráng ra, người ta đem mới phơi, mới làm được cái miếng bánh ngon. Rồi thân mình cũng vậy. Mà mình để mà xuôi theo nó hoài thì ắt phải sanh lão bệnh tử, nó cuốn trôi mình thôi. Rồi sanh lão bệnh tử 60, 70, thất thập cổ lai hy, họ tu không, họ không có thấy được cái pháp mà từ tử sanh chuyển về chúng sanh, chuyển về chúng sanh, từ chúng sanh chuyển về trường sanh. Họ không có biết chuyển, họ chơi có một hệ một mà, họ thì liền phơi phới. Mà hữu duyên khùng thì lần tới trường sanh, luân hồi sáu nẻo dơ tanh, thoát ra tam giới thì không còn mắc kẹt trong thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng, thoát ra tam giới ngũ hành mới về ngôi. Vào lò luyện mới nung sôi tới đỉnh, tưng lĩnh khùng mà ráng vĩnh đừng buông, thân phàm thì trong sạch vuông tròn, muôn đời mới gặp đạo nguồn Thích Ca. Sang hay bằng toàn là nghiệp nợ, đắc đạo rồi thì trở để huynh,
Tâm dơ thì ý bẩn thì hại mình, tâm Phật thì ý thánh thì lặng mình mới gặp nhau nha. Dạ. Chung một khối Nam Đào Dương Quốc, chung một thầy quy nhất trường sinh, chung nguồn thánh đức toàn minh,